Này là cô ta, đợi em biết trên tay chị có cái gì nè. Ôi, sốt xít, em ăn nha. Ừ, ơi, từ từ hàng em, để chị lấy cái này cho em này. Ôi, chị nhiều đồ ăn á, đem nó đây cho em. Đây, này là cô ta, đợi em biết trên tay chị có cái gì nào. Ôi, ok, em không ăn đâu. Nhưng mà ăn sốt xít phải có đồ ăn rồi mình ngon chứ. Đây, để chị dò chúa. Không. Nào, để chị nhỏ tương ớt và sốt xít ăn cho ngon. Để chị nhỏ cho ăn nha ngon. Đây. Chị ăn đi, cay lắm. Ai nhỏ phải ăn. Ok, chị cảm ơn nha. Mời các bạn. Ôi, tao ớt cay lắm chị. Ôi, tao ớt ngon. Đứng lại đi. Đứng lại đi, tao ớt ngon lắm. Cũng không ăn tương ớt à? Tương ớt ngon mà. Để chị nhỏ vào cho nhé. Bạn Lộc không ăn được cay, thế nên là thôi, mình không nhỏ vào cho bạn Lộc nữa. Nhưng mà tương ớt ngon mà nhỉ? Thì bóc vỏ thôi em. Cứ tưởng là cho nhỏ tương ớt cơ. Hôm nay lại. Đây, chị nhỏ tương ớt cho em ăn. Ồ, ok ok. Nhỏ một ít thôi nhá. Ừ. Em nghe tiếng chị xì rồi nhá. Đây, của em đây. Chị ăn đi. Ồ, thế lại không ăn à? Thế thôi chị ăn nhá. Mời các bạn nhá. Hai cân nhân béo ấy. Nước ngon. Ôi là trời, mặt như gấu trúc ấy. Cái mặt như gấu trúc ấy các bạn ạ. Hai cái má phính phính. Ngon quá. À, xoa bụng nữa. Ui, ăn hết rồi. Thôi, video của mình đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn ở video sau. Bye bye.